Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tốt Sâu Hoa Trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ đem đến một thông tin của những bộ phim nào sau đây Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay nhé Top 10 bộ phim của Trang Hoa Ngữ Tưởng Không Bạo Mà Bạo Không Tưởng phần 2 Vị trí số 8 Ngự Tứ Tiểu ngộ Tác Ngự tứ tiểu ngũ tác được mệnh danh là đệ nhất hắc mã trong làng phim cổ trang Trung Quốc những năm gần đây. Những bộ phim còn lại trong danh sách tuy sở hữu dàn cast có độ nhận diện thấp nhưng không đến nỗi hoàn toàn vô danh. Riêng ngự tứ tiểu ngũ tác lại tập hợp những gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng có tác phẩm hay vai diễn nào để lại dấu ấn. Bởi thế mà nền tảng Tencent không đầu tư nhiều vào khâu chế tác lẫn quảng bá tác phẩm này. Nhưng sau khi phát sóng, ngự tứ tiểu ngộ tác bất ngờ nghịch thiên cải mệnh, nhận được sự quan tâm tới đông đảo khán giả, lượt xem lên đến hơn chục triệu chỉ sau vài ngày công chiếu. Điểm đưa ban đạt con số ấn tượng là 7,9% trên thực tế thì dù là dự án kinh phí thấp nhưng phần kịch bản của ngự tứ tiểu ngũ tác không hề sơ sai mà được xây dựng rất chặt chẽ các tình tiết không lan man lòng vòng mà dồn dập đánh đúng trọng tâm các vụ án không quá hóc búa nhưng vẫn duy trì được tính ly kỳ bí ẩn cần có các diễn viên tuy không có tên tuổi nhưng diễn xuất tròn vai phần thiết lập nhân vật cũng rất được lòng khán giả yếu tố tình cảm nhẹ nhàng tương tác giữa các diễn viên ăn ý cũng góp phần không nhỏ vào thành công của ngự tứ tiểu ngũ tác Lấy bối cảnh thời đường, chuyện tình bắt đầu khi thiếu nữ sở sở, lén gia đình lên kinh thành tham gia cuộc thi tuyển chọn ngỗ tác, pháp y. Nàng gặp được An Quận Vương Tiêu Cần Du, người đứng đầu tam pháp ti và có tài năng suy luận phá án siêu phàm. Sở sở nể phục Tiêu Cần Du nên muốn ở lại cùng chàng phá án, mà Tiêu Cần Du cũng quý trọng tài năng của sở sở nên đồng ý giữ nàng lại. Trải qua chuỗi vụ án tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng, hai người họ dần khám phá ra những góc khuất bí mật về thân phận bản thân, cũng thành công hóa giải vụ án bí ẩn liên quan đến triều đình từ hơn 18 năm trước. Đồng hành với họ còn có những bằng hữu vừa tay giỏi chính trực cũng không kém phần hài hước là Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt và Tiêu Cẩn Ly. Thứ 9. Cẩm Y Chi Hạng Đầu năm 2020, màn ảnh hoa ngữ bất ngờ đón chào hắc mã mang tên Cầm Y Chi Hạ. Đây cũng chính là tác phẩm đã đưa tên tuổi của Nhậm Gia Luân lên hàng đỉnh cấp lưu lượng, trở thành nam thần của biết bao thiếu nữ. Trước Cầm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân chỉ là một cái tên mờ nhạt không mấy được chú ý. Đàm Tung Vận tuy có danh tiếng từ phim Thanh Xuân điều tuyệt vời nhất của chúng ta, nhưng ngoại trừ diễn xuất được đánh giá cao thì lưu lượng của cô nàng cũng chỉ thuộc hàng trung bình, không quá nổi bật. Bản thân bộ phim Cầm Y Chi Hạ cũng không phải một dự án đầu tư chỉnh chu, kỹ xảo được cắt ghép sơ sài, phong nền giả chân, thường để lộ sạn vì khâu hậu kỳ không được chăm chút. May mắn là cặp Y Chi Hạ có phần kịch bản trinh thám hấp dẫn, yếu tố phim tình cảm vừa đủ đơn giản nhưng sâu sắc, phục trang đẹp mắt, diễn xuất dàn cát tròn vai, phản ứng hóa học giữa nam nữ chính tốt. Như vậy mà khán giả có thể bỏ qua sự tệ hại của khâu hậu kỳ và hiệu ứng kỹ xảo để ủng hộ phim biến tác phẩm trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hai diễn viên chính và của đạo diễn Doãn Đào. Và đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này chính là Đại Tống Thiếu Niên Trí. Đại Tống Thiếu Niên Trí cũng là một cái tên nổi bật trong số các hắc mã. Do diễn viên của phim khi ấy đều là những cái tên có danh tiếng trung bình, không chìm, không nổi, nhưng bù lại đa số họ đều từng được công nhận về diễn xuất. Nhờ vậy mà dù bị đẩy lên sóng một cách bất ngờ không được quảng bá tử tế, bộ phim vẫn thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh dàn diễn viên có thực lực, các yếu tố khác của phim cũng được đánh giá cao. Đó là kịch bản logic và hấp dẫn, các tình tiết vừa hài hước vừa kịch tính, tương tác giữa các diễn viên tự nhiên, các cảnh hành động đẹp mắt, tuyến tình cảm đáng yêu. Nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả, cuối cùng thì vào cuối năm 2022 vừa qua, Đại Tống Thiếu Niên Trí đã chính thức khai máy phần 2 với dàn cát y như cũ, dự kiến sẽ tiếp tục gây sốt khi được trình chiếu. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thiếu niên cùng bắt tay bảo vệ sự yên bình của Bắc Tống trong bối cảnh chiến tranh Bắc Tống Tây Hạ thời Khánh Lịch, nhằm thiếu niên này được quy tụ về một nơi để tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp về mọi mặt. Tuy thời gian đầu, mỗi người một cá tính khi sống và học tập cùng nhau đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, nhưng trải qua nhiều thử thách, họ dần học được cách hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn, từ đó đoàn kết cùng nhau bảo vệ giang sơn xã tắc. Qua các trường hợp trên thì có thể thấy rằng đối với công chúng những yếu tố quan trọng nhất của một bộ phim không phải là độ nổi tiếng của diễn viên hay mức đầu tư quảng bá mà đó là chất lượng kịch bản cũng như diễn xuất và độ ăn ý của dàn diễn viên. Những yếu tố hậu kỳ chỉnh sửa, kỹ xảo phục trang và bối cảnh cũng quan trọng, nhưng chỉ cần kịch bản chặt chẽ, hợp tình hợp lý, có thông điệp rõ ràng và các diễn viên diễn xuất tròn vai phối hợp ăn ý thì công chúng vẫn sẵn sàng đón nhận và đánh giá cao tác phẩm. Mình có yêu thích những bộ phim trên đây hay không? Và đừng ngần ngại chia sẻ cho tốt sở biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.